Chương 01 Một xây đu xây đu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Trần Tâm xuyên qua tới có chút bách không kịp đề phòng Trước một khắc vừa mới làm danh nhân đường cầu thủ bước lên cổ bách trấn Chân sau liền rơi xuống thế giới xa lạ Cũng bởi vì kiếp sống cống hiến mà mở ra quỷ dị đánh dấu trạng thái Mỗi ngày đánh dấu hoàn thành Thu hoạch được thân phận bộ đồ sơ một. Chú thích Nguyên bộ thân phận tin tức mỗi ngày đánh dấu hoàn thành. Thu hoạch được, tùy tiện quét thẻ tổ sờ một. Chú thích. Hin 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 có tiền. Mọi người đời trước tài sản tập hợp, tự động hối đoái nơi đó tiền tệ, thuận tiện lại cấp tốc. Mỗi ngày đánh dấu hoàn thành. Thu hoạch được, người bóng chày 6 trang sờ một. Chú thích. Quen dùng bóng chày sáu trang đầy đủ, không thuộc tính, hàng bình thường. Mỗi ngày đánh dấu hoàn thành thu hoạch được ngẫu nhiên nhập học thẻ sờ một. Chú thích. Nhưng ngẫu nhiên chọn lựa một trường học nhập học, xác suất thành công trăm phần trăm. Mỗi ngày đánh dấu hoàn thành. Thu hoạch được ở không phá thai xe đạp sờ một. Chú thích. Một cổ tuyệt đối sẽ không phá thai xe đạp, cưỡi xe nhẹ nhõm trình độ mát cấp, phân phối cứng cỏi không áo choàng hai vòng thùng xe. Mỗi ngày đánh dấu hoàn thành. Thu hoạch được vĩnh viễn không mài cánh tay sờ hai chú thích. Sợ hãi cánh tay bị thương sao? Chúc mừng ngươi. So ai ẩn mang còn ai ẩn mang. Dù là địa cầu hủy diệt cánh tay của ngươi vẫn là sẽ ở nơi đó. Cái gọi là nhân thể hóa thạch chính là như thế. Mỗi ngày đánh dấu hoàn thành. Thu hoạch được vượt giới mua sắm điện thoại đồng hồ máy tính bản tổ hợp sơ một. Chú thích. Bốn máy thông dụng, liên thông nguyên thế giới này vị diện, mua sắm nhanh đạt, cùng tùy tiện quét thẻ tổ vĩnh cửu khóa lại mất đi nhưng tự động lưu động hôm nay là hắn xuyên qua tới ngày thứ bảy cũng là nhập học thời gian xây đu trần tâm vượt tại xe đạp bên cạnh đeo bọc sách tại thanh tâm lều bên ngoài chờ người phía sau thùng xe bên trên còn đặt vào rất nhiều rương hành lý bất quá hắn vẫn rất do dự cũng không biết cái này đánh dấu tặng phẩm ngẫu nhiên nhập học thẻ đến cùng có được hay không dùng trường học là hắn ngẫu nhiên chọn không có cách, cái tuổi này không đọc sách liền bị các loại hỏi ý, mà lại đọc sách tốt, đọc sách có thể cùng các tiểu bằng hữu chơi bóng A, à, quả thực là lại du không nhanh bằng sự tình. Nhưng là, hôm qua hắn dùng thử đạo cụ thể, ở trường học chọn lựa bên trong, lựa chọn khoảng cách trước mắt sở tại địa gần nhất xây đu, sau đó liền nhận được một vị nữ tính điện thoại, để hắn hôm nay thời gian này đến bên này chờ trường học quay tới quay lui, cũng may hắn không phải dân mù đường. Nhìn đồng hồ, vị nữ sĩ kia còn chưa tới không phải là tấm thẻ lại mất hiệu lực a à, trần tâm trần tâm quay đầu lại chỉ thấy một vị mang theo kính mắt mặc đồ vét bộ váy nữ sĩ hướng hắn đi tới nữ sĩ rất trẻ trung nhìn xem cũng rất khô luyện takashima nữ sĩ bên này takashima nữ sĩ cười nói ngươi tới hơi trễ túc xá nói chỉ còn lại bên này bất quá bạn cùng phòng đều là rất dễ thân cận bọn nhỏ không cần lo lắng Trần Tâm trong lòng tự nhủ hắn hôm qua mới sử dụng nhập học đạo cụ thể, cái gì muộn không muộn, cũng không biết tấm thẻ này cho đối phương não bổ cái gì kịch bản. Nhưng trên mặt vẫn là nhu thuận gật đầu. Không sao, ta ở chỗ nào đều có thể. À, còn không có ở qua nhiều người ký túc xá đâu, có chút hiếu kỳ. Takashima nghiêng người để cho người ta chuyển hành lý đi vào, ánh mắt rơi vào đối phương dáng người bên trên. Cảm thấy hơi nghi hoặc một chút dáng người luyện tốt như vậy, tại không phát dục năm nhất tân sinh bên trong cũng không phổ biến. Nhưng là như vậy cầu thủ vì cái gì mình một chút ấn tượng cũng không có chứ. Nếu không phải rõ ràng có ghi lại ở, nàng đều muốn hoài nghi người này căn bản không phải mình mướn vào. Liền cầu nhanh nhanh mà thôi. 135. Cái gì khác số liệu đều không có, mình tại nhận người thời điểm là bất tỉnh đầu à, nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com linh trực tiếp ở phần mô tả